Thưa anh chị em, có người tặng cho tôi cuốn tạp chí Thời báo Kinh tế Sài Gòn. Và số xuân này người ta chọn chủ đề là Xuân bàn hạnh phúc. Số xuân mà bàn về hạnh phúc thì hợp quá rồi. Là bởi vì trong những ngày Tết, những ngày xuân, người Việt Nam chúng ta ai mà không nói đến hạnh phúc và cầu chúc cho nhau được hạnh phúc. Và trong số báo đó thì tôi thấy có nhiều suy tư sâu sắc lắm, từ nhiều góc độ của triết học, góc độ kinh tế, góc độ xã hội, nhiều lắm. Và tôi tự hỏi là thế thì từ góc độ tin mừng Đức Giêsu Kitô, người Công giáo chúng ta có thể suy nghĩ như thế nào về hạnh phúc? Chắc là Hội Thánh cũng có ý khi chọn bài tin mừng cho ngày đầu năm là bài tin mừng về tám mối phúc thật mà nhiều người trong anh chị em thuộc lòng tám mối phúc thật. Thế thì khi suy niệm về tám mối phúc thật này, tôi có một vài cái ghi nhận. Trước hết ấy, là hạnh phúc mà Chúa Giêsu nói đến ở đây nó được hình thành từ một thái độ tinh thần hơn là sự chiếm hữu của cải vật chất. Cái quan niệm thông thường của chúng ta là mình càng chiếm hữu được nhiều của cải vật chất bao nhiêu thì mình sẽ càng hạnh phúc bấy nhiêu. Cho nên người ta đánh giá hạnh phúc của các quốc gia ở trên thế giới dựa vào GDP, tổng sản lượng quốc nội của mỗi một quốc gia. Thì dĩ nhiên là Chúa Giêsu không xem thường tầm quan trọng của vật chất. Bằng chứng là trong tin mừng kể lại, Ngài đã làm phép lạ để cung cấp bánh ăn cho cả 50.000 người ăn. Và khi Ngài sống lại từ cõi chết đó, thì đích thân Ngài còn nướng đá mới chuẩn bị bánh cho các môn đệ. Cho nên Chúa Giêsu không có coi thường. Có điều Ngài nhắc chúng ta nhớ rằng nó không phải là tất cả. Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh mà còn bằng cái gì nữa kìa. Thế cho nên hạnh phúc mà Chúa Giêsu nói đến nó gắn với một thái độ tinh thần được diễn đạt là tâm hồn nghèo khó, hiền hòa, giàu lòng thương xót, thanh khiết, sống công chính. Và hình như ngày hôm nay người ta bắt đầu nhận ra lại điều đó. Bởi vì đang có một đề xuất đó, thay vì đánh giá hạnh phúc dựa trên tổng sản lượng quốc nội của mỗi một quốc gia, thì bây giờ người ta nói đến cái gọi là tổng hạnh phúc quốc gia. Chắc anh chị em ít nghe, nhưng mà tôi đọc sách tôi thấy đang có một đề xuất như vậy đó. Nói đến một cái cross national happiness, một cái tổng hạnh phúc của quốc gia, nó không chỉ bao hàm vật chất kinh tế mà nó bao hàm nhiều mặt trong đời sống tinh thần, đời sống nhân văn của người dân trong đất nước đó. Thế cho nên trước hết tôi thấy Chúa Giêsu nhắc chúng ta về thái độ tinh thần. Thế rồi cái hạnh phúc mà tin mừng nói đến hãy gắn liền với phúc lành của Thiên Chúa. Chúng ta có hai cách dịch, hoặc dịch là hạnh phúc thay những ai có tâm hồn nghèo khó, hoặc dịch là phúc thay những ai có tâm hồn nghèo khó. Có hai cách dịch. Và khi dịch là phúc thay đó thì nó hàm cái nghĩa là được Thiên Chúa chúc phúc.
được Thiên Chúa chúc phúc. Cho nên cái hạnh phúc mà tin mừng nói đến, nó gắn liền với phúc lành của Thiên Chúa. Mà nếu nó gắn liền với phúc lành của Thiên Chúa, thì chúng ta chỉ có thể có hạnh phúc, chỉ có thể sống hạnh phúc khi mình bước đi trong đường lối của Chúa. Đường lối ấy đối với người Công giáo chúng ta đỉnh cao là tin mừng của Chúa Giêsu, nhưng ngay cả đối với những anh chị em ngoài Công giáo, đó là sống theo một lương tâm ngay thẳng, đó là bước theo đường lối Chúa. Chứ nếu không thì mình sẽ không thể có hạnh phúc đích thực được. Mình không thể có hạnh phúc bằng cách tước đoạt hạnh phúc của người khác để xây đắp hạnh phúc cho riêng mình. Mình không có thể có hạnh phúc khi mà mình lừa đảo, gian dối, bất công, chà đạp nhân phẩm của người khác. Chỉ có hạnh phúc thực sự khi bước đi trong đường lối của Thiên Chúa, khi tôn trọng những giá trị đạo đức, mà những giá trị đó cũng rất gần với những giá trị trong truyền thống văn hóa Việt Nam của chúng ta. Và cuối cùng, thưa anh chị em, tôi thấy hạnh phúc mà Chúa Giêsu nói đến bao giờ nó cũng hướng đến một chân trời vĩnh cửu. Anh chị em để ý kinh Tám Mối phúc thật mà xem. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa, thiên đàng làm gia nghiệp. Phúc thay ai khao khát nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng, chính Chúa. Rồi phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Luôn luôn như thế. Cái chân trời của hạnh phúc mà Chúa Giêsu hướng chúng ta đến, nó không chỉ là chân trời của cuộc sống tại thế này rồi thôi, mà là chân trời vĩnh cửu. Và ở đây ta không thể không nhớ đến lời Chúa Giêsu nói: được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì được ích gì. Hoặc là trong dụ ngôn của Phúc Âm, Chúa Giêsu nói với ông phú hộ mà ông ấy tự mãn vì ông nhiều của cải quá, thì Chúa bảo ông ấy: thằng ngu, ngay đêm hôm nay người ta đòi linh hồn ngươi thì của cải để cho ai? Cho nên cái chân trời hạnh phúc mà Chúa Giêsu hướng lòng chúng ta tới, nó không chỉ giới hạn trong cuộc sống tại thế, mà là chân trời của cuộc sống vĩnh hằng. Thưa anh chị em, khi suy niệm lời Chúa hôm nay, tôi có một vài tâm tình đơn sơ như thế, mong được chia sẻ với anh chị em trong ngày đầu năm. Và như vậy thì khi trong ngày Tết chúng ta cầu chúc cho nhau được hạnh phúc và bình an, thì chúng ta cũng cầu nguyện cho nhau để mình biết sống với thái độ tinh thần, mình biết bước đi trong đường lối của Thiên Chúa, và mình biết hướng cuộc đời mình đến chân trời hạnh phúc vĩnh hằng. Như vậy thì hy vọng là không chỉ cầu chúc, mà thực sự chúng ta được bước vào, được hít thở, được cảm nghiệm cái hạnh phúc. Các bài Thánh Kinh hôm nay trình bày hai thái độ, hai phản ứng khác nhau của con người khi đứng trước lời mời gọi của Thiên Chúa. Tổ phụ Abraham được Thiên Chúa mời gọi hiến dâng người con duy nhất của mình cho Chúa. Và ông đã sẵn sàng hiến dâng cho dù lòng đau như cắt. Còn người thanh niên giàu có trong câu chuyện tin mừng theo Thánh Luca, người thanh niên mà Chúa Giêsu đã nhìn bằng ánh mắt đầy thiện cảm,
Thế nhưng khi Chúa Giêsu đề nghị anh bán đi tất cả những gì mình có, chia cho người nghèo rồi đến theo Chúa Giêsu, thì Thánh Luca ghi nhận anh buồn rầu bỏ đi vì anh có nhiều của cải. Hai thái độ, hai phản ứng hoàn toàn khác nhau khi đứng trước lời mời gọi của Thiên Chúa. Vậy thì cái gì làm nên sự khác biệt đó? Có lẽ có nhiều lý do, nhưng tôi nghĩ đến một lý do sâu xa là ở chỗ mình có ý thức và khám phá ra con người cũng như cuộc đời của mình là quà tặng của Thiên Chúa hay không. Tổ phụ Abraham ý thức rất rõ đứa con trai của mình là quà tặng cho không của Thiên Chúa. Hai ông bà đã già, và về mặt tự nhiên họ không thể sinh con. Đến nỗi mà chính bà Sarah đề nghị với tổ phụ Abraham, thôi thì ăn ở với đứa tớ gái của tôi để có đứa con mà nối dõi tông đường. Và khi có đứa con đó, thì Chúa bảo đấy là đứa con theo xác thịt chứ không phải đứa con theo lời hứa. Và khi thiên sứ của Chúa đến báo cho ông bà biết là bà sẽ mang thai và sinh con, thì bà ấy cười. Cười bởi vì gần 100 tuổi thì con sinh mới nở gì nữa. Cho nên khi họ sinh con đó, thì họ ý thức rất rõ đứa con này là quà tặng cho không của Thiên Chúa. Và vì thế, cho dù họ yêu thương, họ gắn bó với đứa con đấy, nhưng khi được Thiên Chúa mời gọi, tổ phụ Abraham sẵn sàng hiến dâng đứa con duy nhất, niềm hy vọng như là duy nhất trong cuộc đời của mình cho Chúa, dù lòng ông đau đớn. Thế còn chàng thanh niên được gọi là giàu có ở trong câu chuyện tin mừng, cái chính yếu không phải ở chỗ anh ấy giàu có, anh ấy có nhiều của cải, mà cái chính yếu nằm ở chỗ này là anh ấy nghĩ rằng của cải này là của tôi, của cải này là do tôi làm ra, do công khó của tôi tạo nên, cho nên khó hiến dâng lắm. Anh ấy quên mất một điều căn bản rằng nếu anh ấy có thể làm ra của cải ấy, thì cái khả năng làm ra của cải đó nó phải dựa trên chính hiện hữu của anh. Và khi sinh ra trong cuộc đời này, có cặp mắt sáng, có tay chân lành mạnh, có một gia đình nâng đỡ, tất cả những cái đó là điều kiện căn bản để giúp anh ấy làm ra của cải. Mà tất cả những cái đó là gì nếu không phải là ơn ban của Thiên Chúa, chính hiện hữu của mỗi chúng ta. Anh không khám phá được điều đấy cho nên cảm nhận rất khó hiện dâng. Ngày hôm nay chúng ta có mặt ở trong nguyện đường tuy nhỏ bé nhưng ấm cúng thân thương này để cử hành lễ tế tạ ơn, bởi vì có những người chị em đây đã khám phá ra được cuộc đời của mình là quà tặng cho không của Thiên Chúa. Và từ cái chỗ khám phá, các chị đáp trả lời mời gọi của Chúa bằng cách hiến dâng. Hiến dâng không phải cái gì ở bên ngoài, mà hiến dâng chính con người của mình, hiến dâng cả cuộc sống của mình. Cái sự hiến dâng được thể hiện qua những lời tuyên khấn, khó nghèo, vâng phục và khiết tịnh, không phải một năm mà là trọn đời. Cho nên tạ ơn Chúa vì Chúa ban cho các chị khám phá ra được cái điều đó để sẵn sàng hiến dâng. Nhưng mà từ đó, một câu hỏi khác có thể đặt ra. Vậy thì Chúa có cần đến sự hiến dâng của các chị, của tôi và của các tu sĩ, các linh mục ở đây không? Thiên Chúa có cần không? Chúng ta gọi đi tu là dâng mình cho Chúa.
từ ngữ rất đẹp, nhưng mà Chúa có cần không? Một đấng Thiên Chúa có thể tạo dựng đất trời. Một đấng Thiên Chúa ban tặng hiện hữu cho mỗi chúng ta. Một đấng Thiên Chúa mà trong thần học gọi là hiện hữu sung mãn vô biên, là Actus Purus. Đấng Thiên Chúa đó có cần cái sự hiến dâng của chúng ta không? Mày có thiếu gì mà cần? Cho nên chắc Chúa không cần đâu. Nhưng mà Chúa đón nhận sự hiến dâng của chúng ta với niềm vui của người cha. Khi đến nhà dòng, tôi nhìn thấy các chị có nhà trẻ, cũng như nhiều nhà dòng khác. Thì chắc các chị có kinh nghiệm này hơn tôi nhiều. Có lần tôi đứng, tôi quan sát các cháu nó đi học về. Có bà mẹ trẻ đón đứa con nhỏ, thằng bé nó thèm ăn kem, cho nên bà mẹ đi mua cho nó cây kem. Nhìn nó mút kem mà bà mẹ vui lắm. Xong rồi bà ấy năn nỉ nó: con cho mẹ mút một cái. Mà thằng bé nhất định không cho, kem là của con. Cái thằng dở hơi ấy. Mẹ nó mua kem cho nó mà xin mút một cái, thì nhất định nó không cho. Nhưng mà hình như chúng ta cũng hơi giống cái thằng dở hơi đó. Bởi vì mỗi khi dâng hiến cái gì cho Chúa đó, mình làm như thể lớn lao lắm, mà quên mất rằng chính Thiên Chúa ban tặng cho mình trước. Mình khẳng định cái này là của con, giữ khăng khăng cho mình. Không dễ chia sẻ, không dễ hiến dâng. Mà giả như cái thằng bé đấy nó cho mẹ nó mút cây kem cùng với nó thì sao? Bảy hạnh phúc lắm, trời ơi, con tôi ngoan quá, con tôi hiếu thảo quá, mẹ vui quá, hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là vì được mút cây kem, mà hạnh phúc của tình yêu trao ban và cho đi. Đấy là hạnh phúc của Thiên Chúa, đấy là niềm vui của Thiên Chúa trong ngày các chị dâng hiến. Chúa không cần đến sự dâng hiến của chúng ta, nhưng mà Chúa rất vui để đón nhận lòng hiếu thảo của chúng ta, đón nhận sự dâng hiến của chúng ta. Và để làm gì? Để Ngài ban tặng lại cho thế gian như món quà tình yêu của Thiên Chúa hằng sống. Để qua cái món quà tình yêu đó là chính con người, chính cuộc đời của các chị, thế gian khám phá ra dung nhan của Thiên Chúa tình yêu. Và chính vì thế, cái cuộc sống thánh hiến ở tự nó đã là thi hành sứ vụ. Chưa nói gì đến chuyện các chị đi truyền giáo ở Mông Cổ, ở Algeria, ở nhiều nước trên thế giới. Tôi muốn nói là tự cái cuộc sống thánh hiến đã là truyền giáo, khi sống cho trọn vẹn. Bởi vì chúng ta sống cái ý nghĩa quà tặng của Thiên Chúa ban cho thế gian, để qua đó thế gian khám phá tình yêu của Chúa. Kính thưa quý ông bà cố, thưa anh chị em giáo dân, chúng tôi ở đây tu sĩ, linh mục, giám mục, tôi muốn nói với anh chị em rất chân thành cái điều này. Ở trong tâm hồn và cuộc đời của mỗi tu sĩ, linh mục, giám mục chúng tôi có cả hai hình ảnh: Abraham và chàng thanh niên giàu có, chứ không chỉ có một. Có nghĩa là trong cuộc sống và tâm hồn của mỗi chúng tôi vừa có sự hiến dâng rất chân thành, rất khiêm tốn, rất quyết tâm, nhưng đồng thời cũng vẫn có hình bóng của chàng thanh niên giàu có, đôi lúc muốn giữ lại cái gì đấy cho mình, muốn níu lại một tí cái gì đó cho mình. Có không các sơ hả? Có cả hai.
Cho nên chúng tôi cần lời cầu nguyện của anh chị em. Xin anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi, để trong ơn tác động của Chúa Thánh Thần, không chỉ hôm nay, mà mỗi một ngày chúng tôi khám phá ra con người và cuộc đời của mình là quà tặng của Thiên Chúa, để chúng tôi có thể hiến dâng trọn vẹn và là hiến dâng trong niềm vui, hiến dâng trong hạnh phúc, trong bình an. Mà có như thế thì cuộc sống hiến dâng của chúng tôi mới trở thành món quà tình yêu của Thiên Chúa cho cuộc đời này, và qua đó người ta khám phá ra. Các bài tin mừng hôm nay trả lời Chúa giảng về nước trời. Mà đúng vậy, lời rao giảng đầu tiên của Chúa Giêsu là nước trời gần đến rồi. Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào tin mừng. Bài giảng quan trọng nhất của Chúa là bài giảng trên núi, bài giảng về nước trời. Tám mối phúc thật, nước trời cứ được lặp đi lặp lại. Rồi hôm nay Chúa Giêsu dùng dụ ngôn để giải thích về nước trời cho người ta dễ hiểu, dễ nhớ. Nếu trọng tâm trong lời rao giảng của Chúa Giêsu là nước trời, thì anh em linh mục ở đây và cả tôi nữa có khi phải hỏi lại nhau thế này. Vậy thì linh mục giảng cho giáo dân có mấy khi nói đến nước trời không? Hay là dạy dỗ nhiều điều lắm nhưng mà nước trời thì không loan báo? Và tất cả các bạn giáo lý viên ngồi đây này phải đặt cho mình câu hỏi. Thế thì khi mình dạy giáo lý cho các thiếu nhi đó, có mấy khi mình nói đến nước trời không? Hay là mình lo những chuyện khác? Câu hỏi này lớn à. Tôi nghĩ đây là một vấn đề lớn cho thần học. Mà muốn suy nghĩ, trao đổi cho thấu đáo thì chắc không thể giới hạn trong khung cảnh thánh lễ này. Trong khung cảnh một thánh lễ như thế này thì có lẽ chúng ta nên trở lại với một câu hỏi nó căn cơ hơn, nhưng mà nó lại chạm đến cuộc sống của mình gần gũi hơn. Đó là hỏi nhau rằng, vậy thì bản thân mỗi người chúng ta này, mình có quan tâm đến nước trời không? Chúa Giêsu ví nước trời như là một viên ngọc quý, mà khi người ta khám phá ra thì người ta sẵn sàng bán đi tất cả mọi sự. Và tôi nói cái chi tiết này các bạn đừng có quên, vui mừng mà bán, chứ không phải là buồn sầu mà bán. Vui mừng, khám phá ra thì bán hết tất cả mọi sự mua cho bằng được. Và dụ ngôn đó được thể hiện một cách cụ thể nơi Andre Phú Yên. Khi đã khám phá ra nước trời là viên ngọc quý, thì Ngài sẵn sàng hiến dâng cả mạng sống, cái điều quý giá nhất. Thế còn đối với chúng ta thì sao? Đấy là câu hỏi căn cơ hơn, và nó đụng chạm đến chính cuộc đời của mình. Theo tôi nghĩ thì cái cốt lõi nó nằm ở chỗ này, là làm sao bây giờ mình khám phá ra được nước trời là giá trị tuyệt đối. Nếu chúng ta đã khám phá ra nước trời là viên ngọc quý, là kho tàng vô giá, thì cái chuyện bán mọi sự có lẽ cũng dễ thôi. Giả như bây giờ các bạn mà phát hiện ra ở đường Đồng Khởi hay là Hai Bà Trưng á, có một cái nhà bề ngang 5 mét mà chiều sâu 20 mét, 100 mét vuông, mà nó bán còn 100 triệu thôi. Các bạn có mua không? Mua ngay chứ dại gì mà không mua. Tôi là tôi mua ngay. Bán hết những gì mình có mà mua. Bán xe Honda, bán iPad, bán iPhone. Cần thì bán đồng hồ, bán giày luôn. Mà bán mà vui, phải không? Bởi vì mình biết chắc rằng ta mà mua cái nhà nó hôm nay 100 triệu, mai ta bán 100 tỷ. Cho nên cái mấu chốt là ở chỗ mình phát hiện ra được
giá trị tuyệt đối của nước trời. Vậy thì nó có cái gì đó, nó làm cho các bạn cũng như tôi, mình không khám phá ra được vẻ đẹp, được giá trị của nước trời. Tôi dựa vào những dụ ngôn Chúa Giêsu kể hôm nay suy nghĩ, thì tôi thấy có mấy lý do. Lý do thứ nhất đó, là bởi vì nước trời đẹp thật đấy, quý thật đấy, nhưng nước trời lại xuất hiện dưới một dáng vẻ thiếu hấp dẫn. Nước trời được ví như một kho tàng. Nhưng mà kho tàng đó ở đâu? Trong dụ ngôn á, kho tàng đó ở đâu? Ở dưới ruộng. Ở đây có ai lội ruộng chưa? Tôi thì mấy năm cày cuốc rồi, nói đến ruộng là sợ rồi. Nó dơ bẩn, nó nhầy nhụa, nó vất vả, nó đen đủi. Đấy, cái kho tàng thì quý thật, nhưng mà nó lại ở trong ruộng. Làm sao mà hấp dẫn người ta nổi? Đang khi đó chúng ta lại sống trong thời đại hôm nay là thời đại marketing mà, thời đại của mẫu mã mà. Làm sao cho cái mẫu mã nó đẹp, ruột không cần, phải không? Bán hàng được là nhờ cái mẫu mã. Mình đang sống ở trong cái thời đại đó, chỉ chú ý đến cái bên ngoài thôi. Và như thế càng khó hơn cho chúng ta để khám phá ra được vẻ đẹp đích thực của nước trời. Khi mình mang cái não trạng của thời đại hôm nay là thái độ chỉ nhìn thấy cái bên ngoài. Cái lý do thứ hai gây nên khó khăn, đó là đường dài. Chúa Giêsu kể dụ ngôn nước trời như cái chuyện người ta đi lưới cá, rồi sau đó lên bờ. Người ta chọn lựa cá tốt thì bỏ vào giỏ, cá xấu thì vứt đi. Sau đó, Chúa giải thích thế này, ngày tận thế cũng vậy. Ngày tận thế là cái ngày mà xa tít, xa tóc, xa lơ ở đâu á, nó dài lắm. Cho nên cái con đường dẫn đến nước trời cũng là cả một cái hành trình thiệt là dài. Đang khi chúng ta sống trong thời đại hôm nay là thời đại muốn có ngay, muốn có liền, lập tức. Ngày xưa uống cà phê, cà phê phin, ngồi nhìn từng giọt chảy xuống. Bây giờ thì không, instant coffee. Cà phê pha liền, quấy một cái là có cà phê, uống liền. Ngày xưa xem thông tin thì đọc báo. Đọc rồi còn nhâm nhi, rồi còn ngẫm nghĩ câu này câu nọ. Bây giờ không, internet, web, mà lại còn lướt web nữa. Lướt ở đây là lướt sóng đó, surfing mà. Lướt, thế thì làm sao mà nó đi sâu được? Muốn có ngay, có liền, có lập tức. Và vì thế chúng ta khó chấp nhận cái gì nó đòi hỏi một hành trình dài hơi. Xin lỗi, cả giáo lý viên đi học cũng vậy. Khó chấp nhận cái chuyện dài hơi. Đầu năm thì đông lắm, giữa năm thì đã thấy bớt phần ba rồi, không bền. Và lý do thứ ba cũng dựa vào bài tin mừng hôm nay nữa. Đó là Chúa Giêsu nói đến cái đòi hỏi phải lên đường. Nước trời được ví như là người thương gia đi tìm ngọc quý. Các bạn có để ý cái động từ đi tìm không? Bao giờ đọc phúc âm ấy, chịu khó để ý những động từ, bởi vì động từ nó diễn tả hành động mà, nó sống động lắm. Động từ đi tìm nó hàm hai nghĩa. Thứ nhất đó là đi, và thứ hai là tìm. Như vậy cái người mà đi tìm nước trời là người lên đường chứ không ngồi đấy.
lên đường để ra khỏi cái ngôi nhà thân quen của mình, ra khỏi cái cách suy nghĩ quen thuộc của mình, ra khỏi cái cách đánh giá quen thuộc của mình. Và nó hàm nghĩa là mình phải từ bỏ cái cũ. Rồi không những đi mà tìm. Đi không phải đi chơi, mà có chủ đích tìm. Tìm nước trời. Đang khi đó đó, chúng ta ngại đi tìm. Linh mục hay giám mục cũng vậy, tu sĩ cũng vậy thôi. Ngay trong đời sống thiêng liêng có một cơn cám dỗ là mình đã được học về linh đạo này, mình đọc bao nhiêu sách của các tác giả thiêng liêng này, mình biết hết mọi sự, và thế là mình có cảm giác là mình đã sống đời sống thiêng liêng, mà đang khi đấy không làm gì hết. Đây là tự đánh lừa mình. Pascal, một nhà tư tưởng lớn của Pháp, nói một câu với các bạn trẻ thế này. Bạn lý luận rằng khi nào tôi có đức tin mạnh thì tôi sẽ sống luân lý tốt. Bạn nói vậy là đúng, nhưng mà mới có 50% thôi. Bạn phải nói thêm cái câu thứ hai. Tôi cố gắng sống luân lý cho tốt thì đức tin của tôi sẽ mạnh lên. Phải có hành động ở trong đấy. Còn ở châu Á của chúng ta, Lão Tử có một câu rất nổi tiếng. Con đường ngàn dặm bắt đầu bằng bước đi đầu tiên. Mình cứ ngồi mình nói con đường ngàn dặm đi đến nước trời, nó đẹp thế này đẹp thế kia, nhưng mà khổ quá, không chịu bước bước đầu tiên. Nó được bắt đầu bằng bước đi đầu tiên. Và vì chúng ta ngại thế cho nên mình vẫn không đi tìm nước trời. Tôi xin phép để dựa vào những dụ ngôn Chúa Giêsu vừa kể, chia sẻ với các bạn một vài suy nghĩ về đời sống đức tin của chúng ta. Và từ những suy nghĩ đó, tôi tưởng là lời Chúa hôm nay mời gọi các anh chị ở đây, các bạn cũng như tôi, chúng ta quan tâm một đôi điều trong đời sống của mình. Trước hết là tập để có một cái nhìn ở chiều sâu hơn là chỉ bằng lòng với bề mặt hời hợt ở bên ngoài. Đó là lý do làm sao mà chúng ta cứ được khuyên là sống thanh lặng nội tâm. Đó là lý do làm sao mà chúng ta cứ được khuyên là quan tâm đến cái đời sống suy tư. Bởi vì trong thanh lặng của nội tâm và trong suy tư đó, mình mới thấy được chiều sâu của đời sống. Chứ nếu không á, chỉ là những cái hời hợt ở bề mặt thôi. Cái lời mời gọi thứ hai đó, là cho dù khó khăn, hãy chấp nhận hành động. Nhỏ bé thôi, nhưng mà hãy hành động, chứ đừng chỉ lý thuyết. Con đường ngàn dặm bắt đầu bằng bước đi đầu tiên. Cho nên, tập hành động nhỏ bé ngay trong đời sống hàng ngày, cho nó phù hợp với tinh thần của nước trời. Và thứ ba, cái điều này là khó cho giới trẻ, là tập kiên nhẫn. Bởi vì con đường nước trời, như Chúa Giêsu gợi ý cho chúng ta, là con đường hướng đến vĩnh cửu cơ mà, chứ đâu có phải chỉ có cái thành công ngay trước mắt. Cho nên đòi hỏi chúng ta phải kiên nhẫn. Những gợi ý đấy xin được biến thành tâm tình cầu nguyện trong thánh lễ hôm nay. Anh chị em chúng ta cầu nguyện cho nhau để thực sự mình trở nên những giáo lý viên mà bản thân có niềm tha thiết với nước trời và tha thiết với việc rao giảng nước trời. Còn người bạn của chúng ta đặt câu hỏi về sự công bằng của Chúa. Quả là một câu hỏi khó. Có những đứa trẻ sinh ra trong một gia đình hết sức giàu có và sung túc. Từ bé đã không biết gì đến thiếu thốn, đến đói nghèo. Ngược lại, có những đứa trẻ sinh ra
đã bị cha mẹ bỏ lây lất trên vệ đường. Sự công bằng ở đâu? Có những đứa trẻ sinh ra ai cũng khen đẹp như thiên thần, và có những đứa trẻ vừa mới sinh ra, đứa thì mù, đứa thì què quặt, đứa thì điếc. Sự công bằng ở đâu? Tất cả đều là những cái câu hỏi hết sức gay gắt. Tôi không có khả năng trả lời. Tôi không có khả năng trả lời. Tôi chỉ nhớ đến những câu cả kinh thánh, cả ngoài đời, mà nó đi theo cuộc đời của mình. Ví dụ như lời của Thánh Phaolô: bổn phận của chúng ta là những kẻ mạnh, là phải làm sao? Là phải nâng đỡ những người yếu đuối. Hoặc là câu nào đó của một nhà văn triết ra: gánh nặng tâm hồn thì nó nặng gấp trăm lần thể xác, và bổn phận của chúng ta là phải vác đỡ gánh nặng cho nhau. Hoặc là một hình ảnh câu chuyện nào đó, một anh thanh niên đấy cũng đặt những cái câu hỏi như chúng ta khi nhìn thấy những đứa trẻ bụi đời. Tại sao Chúa công bằng mà lại Chúa để cho những đứa trẻ nó khổ như vậy? Thì sau đó anh ta lại nghe câu trả lời từ Chúa: chính vì vậy đó, ta mới dựng lên nhà ngươi đó, cứ ngồi đó mà than, lo đi mà giúp nó. Chính vì vậy mà ta mới dựng lên nhà ngươi. Tôi không giải quyết được. Nhưng mà có những cái lời kinh thánh và kể cả lời của những danh nhân soi sáng cho chúng ta một cái hướng sống, để thay vì chỉ ngồi đó mà than phiền, mà trách móc, thì mình thắp lên một que diêm thôi. Và nhiều người thắp lên cái ngọn lửa nhỏ của que diêm thì ánh sáng xua tan bóng tối dần dần. Biết bao nhiêu anh chị em ngồi trong hội trường này, mặc dù đời sống còn vất vả, nhưng vẫn dành thời giờ, dành sức khỏe, dành cả tiền bạc để đi giúp cho những người nghèo, giúp cho những trẻ thơ nghèo, giúp cho những người tàn tật. Đấy là cách để mà chúng ta, không phải là trả lời, mà là sống. Và chính lúc đấy, chính cái lúc mà mình sống tin mừng theo cái nghĩa của mầu nhiệm hủy mình ra không á, không có co cụm lại trong đau khổ của mình, mà biết đi ra để giúp đỡ người khác, thì lúc đấy mình lại cảm nhận cái ý nghĩa và niềm vui ở trong đời sống. Thế bây giờ ta bước sang điều răn thứ 7, có nghĩa là chỉ còn có điều răn thứ 8, thứ 9 và thứ 10 thôi. Cho nên từ bây giờ đến trước Tết hoàn tất là vừa. Ở trong kinh 10 điều răn thì đến điều răn thứ 7 rất vắn tắt là: chớ lấy của người. Và thường chúng ta cũng hiểu rất đơn giản, bao giờ mà mình nhón của người khác á, thì mới là vướng vào cái điều răn này. Nhưng mà thật ra điều răn thứ 7 rộng lắm. Và trước khi mình xem như thế nào thì vướng vào cái tội điều răn thứ 7 thì cần phải có nền tảng. Tôi không muốn đồng hành với các anh chị bằng cách cứ bảo như thế này là tội, như thế kia là tội. Nhưng mà tôi muốn cùng với các anh chị tìm hiểu xem nền tảng giáo lý nằm ở chỗ nào. Rồi từ đó đó mình sẽ thấy thôi, hành động nào là chấp nhận được, hành động nào không chấp nhận được. Ở đây cũng vậy, trước khi bàn đến tội phạm điều răn thứ 7, chúng ta phải thấy nền tảng là quan điểm của Hội Thánh Công Giáo dựa vào mặc khải của Chúa nói gì về quyền chung hưởng của cải và quyền tư hữu của cải. Thường chúng ta chỉ nghe đến quyền tư hữu, mà ít khi mình nghe nó đến quyền chung hưởng. Thế khi nói về quyền chung hưởng của cải thì Hội Thánh Công Giáo muốn nói cái gì? Ở đây chúng ta không có nhiều thời giờ, cho nên là tôi không muốn mời các anh chị mở sách thánh ra.
Về nhà có dịp đọc lại thì có thể đọc sách Sáng Thế ngay chương đầu tiên. Dựa vào mạc khải của Chúa ở trong sách Sáng Thế, Hội Thánh dạy chúng ta là ngay từ thuở ban đầu, Thiên Chúa đã trao trái đất và các tài nguyên của trái đất này cho nhân loại chung hưởng. Không phải là chỉ cho ông A, ông B, bà C, chị D, không. Cho cả nhân loại chung hưởng. Khi nói là chung hưởng thì không phải chỉ có hưởng thụ đâu. Chúa trao cho con người trách nhiệm trông coi vũ trụ, quản lý cái vũ trụ này bằng sức lao động của mình, làm ra của cải và hưởng dụng cái hoa trái của lao động. Cho nên tài nguyên của trái đất mà Chúa ban cho là dành cho tất cả mọi người, mọi dân tộc, chứ không phải riêng của ai. Đó là quyền chung hưởng. Cùng với quyền chung hưởng của cải trái đất là quyền tư hữu. Theo cái nhìn của Hội Thánh Công Giáo, việc mà mỗi một con người có quyền tư hữu của cải, đó là điều hợp pháp. Bởi vì nó bảo đảm tự do và phẩm giá của mỗi một người. Nó giúp cho mỗi người đáp ứng cái nhu cầu của chính bản thân họ và của những người mà họ phải chăm sóc. Chẳng hạn các anh chị ở đây là cha là mẹ trong một gia đình, thì các anh chị phải có khả năng để đáp ứng cái nhu cầu của con cái về mặt tinh thần và cả về mặt vật chất thể xác, quyền tư hữu. Thế nhưng vấn đề khó là nó nằm ở chỗ này. Cái quyền tư hữu ấy nó không hủy bỏ quyền chung hưởng của trái đất dành cho toàn thể nhân loại, chứ không dành cho riêng một mình ai, một dân tộc nào. Đấy, và ở đây chúng ta nhìn vào thực tế sẽ thấy rất là khó. Trong lịch sử của nhân loại mà cụ thể đến giây phút này nữa, vẫn luôn có hai khuynh hướng đối nghịch với nhau. Một đảng là chủ nghĩa tư bản, nó đòi hỏi và tôn trọng quyền tư hữu của mỗi cá nhân. Nhưng mà nhiều khi nó đi đến cái mức độ mà Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị ngài gọi là capitalism sauvage, cái thứ chủ nghĩa tư bản rừng rú, một thứ chủ nghĩa tư bản mà ở trong đó kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu, một thứ chủ nghĩa tư bản mà ở trong đó người nghèo, người tàn tật, người già nua bị loại ra bên ngoài. Chúng ta cứ bảo là đấy là công bằng, có thực sự là công bằng không? Một đứa trẻ nó vừa mới sinh ra, nó vừa mới chào đời, nó đã bị tàn tật rồi. Bây giờ chúng ta bảo đối xử công bằng. Ai làm ra của cải thì người ấy hưởng dụng. Có được không? Có thực sự là công bằng? Một đứa trẻ nó sinh ra trong một gia đình hết sức nghèo khổ, ngay từ nhỏ đã không đủ ăn, ốm yếu, mình bảo là đối xử công bằng. Ai làm ra của cải thì người ấy hưởng. Có công bằng thực sự? Thế cho nên nhiều khi nó đi đến cái mức độ là một thứ chủ nghĩa tư bản rừng rú. Đó là điều mà Đức Gioan Phaolô đệ nhị gọi và Đức Giáo Hoàng Francisco hiện nay là ngài lên án. Ngài nói cái thế giới của chúng ta hiện nay nó sống theo một nền văn hóa gọi là vứt bỏ, throw away culture. Kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu. Đó là một cực đoan. Một cực đoan khác thì không phải chủ nghĩa tư bản mà ngược lại là chủ nghĩa xã hội.
chủ nghĩa xã hội mà chủ trương tập thể, nó đi đến một cái mức độ mà mỗi một cá nhân không còn phải là một nhân vị được nhìn nhận và được tôn trọng nữa, mà chỉ là một con số nữa. Cho nên nó có hai cái cực. Quan điểm của Hội Thánh Công Giáo thì không như vậy. Hội Thánh Công Giáo dựa vào lời của Chúa để khẳng định cái quyền tư hữu là hợp pháp. Nhưng đồng thời quyền tư hữu ấy nó không xóa bỏ quyền chung hưởng của cải.